Châu Tấn bị chỉ trích kém hiểu biết, vô trách nhiệm, khán giả đòi đuổi khỏi ghế nóng để giữ hình tượng. Là đại minh tinh được nhiều người ngưỡng mộ, khen ngợi, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Châu Tấn bị khán giả chỉ trích là kém hiểu biết, vô trách nhiệm, thậm chí là mong nữ diễn viên hãy rời khỏi ghế nóng. Mới đây, Châu Tấn trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông và cư dân mạng xứ Trung. Nữ diễn viên bị châm biếm là thiếu kiến thức, ứng xử kém và nói chuyện không ra hồn câu nào khi làm giám khảo show Rob and Rose Fight. Cụ thể, Rob and Rose Fight là chương trình hài độc thoại, nơi các thí sinh sẽ nói về chuyện đời theo khía cạnh hài hước, biến bi kịch và trắc trở trong cuộc sống thành câu chuyện nhẹ nhàng, giải trí để chọc cười khán giả. Giám khảo sẽ bấm đèn quyết định thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Ngồi tại vị trí giám khảo, Châu Tấn được đánh giá tiêu cực trong vai trò mới. Dù ngồi trên ghế nóng với vai trò quan trọng, nhưng nữ diễn viên kiệm lời, không cười, không bình luận về màn thể hiện của thí sinh, dù tất cả khán giả trong hội trường đều hưởng ứng. Châu Tấn còn bị đánh giá thiếu kiến thức về các vấn đề xã hội mà người trẻ đang đối mặt như thi đại học, vay tiền mua nhà, cạnh tranh tìm việc làm, thất nghiệp. Sự chênh lệch về mức sống giữa minh tinh và người bình thường cùng với sự khác biệt thế hệ khiến đại hoa đáng Trung Quốc không thể đồng cảm với câu chuyện đời bi trong hài của thí sinh. Điều này khiến Châu Tấn bị chê thiếu kiến thức về các vấn đề xã hội. Cô hầu như chỉ im lặng trước các màn thuyết trình của người chơi. Trong những lần hiếm hoi chia sẻ quan điểm cá nhân, Châu Tấn nói chuyện vụng về hời hợt. Vì Châu Tấn không hiểu được cách diễn đạt câu chuyện của người trẻ, nhưng lại có quyền nhận xét, lựa chọn và quyết định sự đi tiếp hay dừng lại của thí sinh trong chương trình Rob and Rose Fight gây bức xúc. Châu Tấn cũng bị đánh giá là không phù hợp khi tham gia chương trình này. Lúc mới xuất hiện, cô đã chia sẻ không biết thấu hài độc thoại, chỉ trả lời vài câu hỏi ngắn của MC Lý Đảng. Màn xuất hiện của đại hoa đáng bị cho là nhạt nhòa, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nữ diễn viên còn hứng chỉ trích lơ là trách nhiệm vì quên bấm đèn cho thí sinh Tiểu Lộc, dù trước đó đánh giá cô gái này trình bày thú vị. Sai sót của Châu Tấn khiến nữ thí sinh bị loại khỏi cuộc thi. Sự xuất hiện của Châu Tấn lập tức gây nên tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người bình luận cho rằng Châu Tấn thực sự không hợp chương trình này, chẳng oan khi bị chê bai. Họ cho rằng xem chương trình mới biết cuộc sống của Châu Tấn khác xa người bình thường thế nào. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đã đóng phim nhưng sau này rõ ràng không cần đến diễn xuất, vì vậy cô nên rời khỏi chiếc ghế nóng lần này để giữ hình tượng trong mắt khán giả. Theo truyền thông xứ Trung, Châu Tấn thuộc kiểu nghệ sĩ không giỏi chia sẻ về đời tư. Nữ diễn viên ít tham gia các show giải trí vì tính cách không linh hoạt, hài hước. Vì vậy, việc giữ vai trò giám khảo trong show Rob and Rose Fight là sự lựa chọn sai lầm của Châu Tấn. Châu Tấn sinh năm 1974, là đại hoa đáng của showbiz Trung Quốc. Cô cũng là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giành được 3 danh hiệu ảnh hậu, nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Kê, Kim Tượng Hồng Kông và Kim Mã Đài Loan. Trong sự nghiệp của mình, cô luôn khiến mọi người phải kinh ngạc với lối diễn xuất xuất thần hiếm ai có được. Một nhà làm phim Trung Quốc từng nói, chỉ một cái liếc mắt của Châu Tấn cũng đủ truyền tải trọn vẹn nội tâm nhân vật. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ca tụng cô sinh ra để đóng phim. Với khả năng diễn xuất tài tình cùng những vai diễn để đời trong sự nghiệp, Châu Tấn trở thành hình mẫu mà các thế hệ sinh viên điện ảnh đều muốn hướng tới. Trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất. Không phải ngẫu nhiên, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc. Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Thậm chí nữ diễn viên còn được coi là nỗi ám ảnh của sinh viên điện ảnh Bắc Kinh. Mỗi vai diễn, lối diễn của Châu Tấn luôn là hình tượng mà các sinh viên điện ảnh phải học hỏi.